Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm cho mày dạng. Hôm nay Khải xin dẫn các em toán lớp 6, bài số 5, chương 5, sách chương trời sáng tạo nhé. Trong lớp xin bài dạng của Hệ Liêm đi quan khá quảng cáo, các em xin hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để hay có thêm kinh phí làm nhiều bài dạng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua dạng hôm nay. Và hôm nay mình sẽ học bài số 5, phép nhân và phép chia phần số. Mình sẽ học tiết số 2, phần bài tập nhé. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1, tính giá trị của biểu khúc. Giờ mình sẽ quan sát câu A trước. Mình sẽ làm câu A trước nhé. Giờ câu A thì mình sẽ biết là cái đề chứ. Giờ mình sẽ mở ngoặc. -2/(-5) chia cho 3/(-4). Nhân cho 4/5. Giờ như vậy là mình sẽ nhớ là phép chia thì mình sẽ biến thành phép nhân. Và sau đó mình sẽ đảo ngược phần số phía sau dấu chia, đúng không? Như vậy mình sẽ tính trong ngoặc trước nha. Như vậy là -2/(-5). -2/(-5) thì mình sẽ nhân tử của mẫu cho trừ, trừ 1 luôn để mất chút trừ luôn cho nó gọn nha. Như vậy là 2/5. Phép chia mình biến thành phép nhân. Như vậy là 3/(-4) thì mình sẽ đọc ngược là -4/3. Giờ ở bên ngoài là nhân 4/5 viết lại. Giờ tiếp theo là mình sẽ tính chung ngoặc. Tiếp theo sẽ là phép nhân chung ngoặc thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 2 nhân cho 4 thì bằng 8. Mẫu số 5 nhân 3 bằng 15. Giờ nhân 4/5 viết lại. Giờ đây là phép nhân hay phân số thì mình lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 8 nhân 4 thì bằng 32. 15 nhân 5 thì bằng 75. Kết quả sẽ là 32/75. Tiếp theo mình sẽ qua câu B. Câu B thì mình cũng biết là cái đề trước nha. -3/(-4) chia cho 7/(-5) nhân cho -3/(-2). Giờ như vậy là -3/(-4) thì mình sẽ nhân tử qua mẫu cho -1 thì được là 3/4. Giờ chia, phép chia mình sẽ viết lại nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc. Như 7/7 nhân cho -3 thì được là -21. Giờ -5 nhân 2 thì được là -10. Giờ tiếp theo 3/4 mình viết lại. Phép chia mình biến thành phép nhân. Và sau đó mình sẽ đảo ngược phân số. Trước khi đảo ngược phân số thì mình sẽ được là -10/(-21). Như vậy mình sẽ nhân tử qua mẫu cho -1 luôn để mất dấu trừ luôn. Như vậy là 10/(-21), đúng không? Chia bằng nhân đảo ngược, sau đó mình sẽ nhân tử qua mẫu cho -1 để mất dấu trừ luôn. Kết quả là 10/(-21). Tiếp theo mình sẽ có phép nhân hay phân số thì mình nhớ là mình lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 3 nhân 10 thì được 30, đúng này. 4 nhân cho 21 thì được là 84. Giờ sau đó mình sẽ giúp gọn. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho bao nhiêu? Tử mẫu sẽ chia hết cho 6. 30 chia 6 thì được 5. 84 chia 6 thì được bao nhiêu? Thì được là 14, đúng này. Như kết quả là 5/14. Giờ mình sẽ qua tiếp câu C nhé. Giờ mình sẽ biết là cái đề chứ. -1/9 nhân cho -3/5
cộng cho 5 phần âm sáng. Nhân cho âm 3 phần 5. Cộng cho 5 phần 2. Nhân cho âm 3 phần 5. 3. Giờ như vậy mình sẽ quan sát xem có cái gì giống nhau không. Mình thấy là âm 3 phần 5. Âm 3 phần 5, âm 3 phần 5. Giờ như mình sẽ giúp âm 3 phần 5 ra làm nhân tử chung nhé. Như vậy giúp âm 3 phần 5 ra làm nhân tử chung. Giờ lúc này xuất hiện dấu ngoặc. Như vậy là ở đây giúp âm 3 phần 5 giống nhân còn là âm 4, âm 1 phần 9. Giờ ở đây dấu cộng mà sẽ viết lại dấu cộng này. Giờ này giúp âm 3 phần 5 giống nhân còn là 5 phần âm 6. Giờ ở đây giúp âm 3 phần 5 giống nhân còn 5 phần 2. Giờ xuống dòng giúp bạn. Giờ âm 3 phần 5 mình sẽ viết lại giống nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc nha. Như vậy là mình thấy đây là phép cộng 3 phân số khác mẫu số. Mình sẽ quy đồng mẫu số. Mình sẽ chọn mẫu số chung chính là 18. 18 sẽ chia hết cho 9, cho 2 và âm 6 luôn. Đúng không? Như vậy là 18 chia 9 được 2. Như vậy âm 1 phần 9 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 2. Âm 1 nhân 2 được âm 2. Kết quả âm 2 phần 18. Dấu cộng được lại. 5 phần âm 6 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho âm 3. Đúng rồi. Như vậy 5 nhân cho âm 3 thì bằng âm 15. Mẫu số sẽ là 18. 5 phần 2 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 9 nha. Để được mẫu số là 18. 5 nhân 9 là được bao nhiêu? 5 nhân 9 là 45. Kết quả là 45 và 18. Giờ giúp bạn viết lại. Âm 3 phần 5 viết lại. Giống nhau. Giờ đây là mình sẽ tính trong ngoặc. Phép cộng 3 phân số cùng mẫu số thì mình sẽ dư nguyên mẫu số. Mình sẽ lấy 3 cái tử cộng lại. Như vậy là âm 2 cộng cho âm 15 sẽ được là âm 17. Âm 17 cộng 45 thì được bao nhiêu? Thì được là 28, đúng không? Như kết quả là 28 phần 18. Giờ âm 3 phần 5 viết lại. Mình sẽ đi giúp gọn phân số 28 phần 18. Mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 2. Đúng không? 28 chia 2 được 14. 18 chia 2 được 9. Giờ thực hiện phép nhân hai phân số thì mình lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Âm 3 nhân cho 14. Như vậy ở đây mình sẽ giúp gọn luôn nha. Mình thấy là ở trên là âm 3 dưới là 9. Tử mẫu sẽ chia hết cho 3. Nên mình sẽ giúp gọn chia tử và mẫu cho 3. 3 chia 3 được 1. Âm 1 nhân cho 14 thì được âm 14. Giờ số 9 này mình sẽ giúp gọn chia 3 thì được 3. 5 nhân 3 bằng 15. Kết quả là âm 14 phần 15. Được này. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm khớp video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tốc là trung bình là 40 km/h. Hãy tính độ dài đoạn đường đó trước.
Người lái xe muốn thời gian chạy hết đoạn đường đó chỉ có 5 phút mà thôi, thì yêu tôi phải chạy với vận tốc trung bình là bao nhiêu? Đúng rồi. Giờ hãy sẽ giải câu số 2. Giờ trước hết mình thấy ở đây là km giờ, ở đây là phút, đúng rồi. Phút nè, nhưng mà sẽ đổi phút qua giờ luôn để cùng đơn vị mình mới làm được, đúng rồi. Giờ trước hết mình sẽ đổi đơn vị trước. 8 phút thì mình sẽ đổi qua giờ. 8 phút thì bằng bao nhiêu giờ? 8 phút mình sẽ đổi qua giờ bằng được bao nhiêu giờ? Như vậy mình thấy là đổi từ phút qua giờ thì mình sẽ chia cho 60. Nhưng mình sẽ lấy 8 chia 60, đúng không? 8 chia cho 60. 8 chia 60 thì mình thấy là mình sẽ giúp gọn được. Thì mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử và mẫu cho bao nhiêu? Mình thấy chia được cho 4. 8 chia 4 thì được là 2, đúng không? Còn 60 chia 4 thì được là 15. Như vậy kết quả sẽ là 2/15 giờ, yeah, đúng không? Tiếp theo mình sẽ đổi 5 phút qua giờ luôn. 5 giờ đổi từ phút qua giờ thì mình sẽ chia 60. 5 chia 60. 5 chia 60 thì mình được là 5/60. Mình thấy là 5/60 mình có thể giúp gọn bằng cách chia tử và mẫu cho bao nhiêu? Mình sẽ chia, mình thấy 60 chia hết cho 5. Như vậy tử mẫu mình sẽ chia cho 5. 5 chia 5 được 1. 60 chia 5 thì được 12. Như kết quả là 1/12. Đúng rồi. Giờ như vậy là sau khi đổi đơn vị xong thì mình sẽ đi tính độ dài quãng đường, đúng không? Độ dài quãng đường đó là độ dài đoạn đường đó là đoạn đường, đoạn là giờ như vậy mình nhớ là tính độ dài quãng đường, mình nhớ là quãng đường thì bằng vận tốc nhân cho thời gian. Như vậy vận tốc sẽ là 40, đúng không? Nhân cho thời gian 8 phút chính là 2/15. Sẽ bằng bao nhiêu? Giờ như vậy là 40 thì mình sẽ nhân cho 40, ở đây mình giúp gọn nè. 40 nhân cho 2 giờ chia cho 15. 40 với 15 mình sẽ giúp gọn chia tử và mẫu cho 5. 40 chia cho 5 thì được 8. 8 nhân 2 thì được 16, đúng không? Như vậy kết quả 16. Còn 15 mình sẽ chia cho 5 thì được 3. Kết quả là 16/7, đúng không? Đơn vị sẽ là km. Giờ bây giờ là người lái xe muốn thời gian chạy đoạn đường là chỉ 5 phút thì ô tô chạy vận tốc bao nhiêu, đúng không? Giờ như mình trả lời nha, người lái xe muốn thời gian chạy hết đoạn đường đó chỉ 5 thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình là, như vậy ở đây mình muốn tính vận tốc, đúng không? Muốn tính vận tốc thì mình sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường ở đây là 16/3. Thời gian 5 phút chính là 1/12 giờ. Như mình sẽ lấy 16/3 chia cho 1/12, đúng không? Giờ như ở đây sẽ là 16/3. Mình sẽ chia cho 1/12 nha. Xem bằng bao nhiêu? 1/12. Như vậy là mình nhớ là phép chia thì mình sẽ biến thành phép nhân, đúng không? 16/3 viết đoạn này. Chia phép thành phép nhân. Như vậy là 1/12 đảo ngược là 12/1. Giờ nhân 2/2 thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Ở đây mình thấy là 12 chia hết cho 3. 12 chia 3 thì được là 4.
16 nhân 4 thì được 64, kết quả là 64 km gì? Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách. Trong đó có cách tính tổng diện tích của hình chữ nhật AEFD và hình chữ nhật EBCF. Hai cách đó minh họa tính chất nào của phép nhân phân số nhé. Như vậy mình sẽ quan sát cái hình vẽ. Như vậy ở đây mình thấy có hình chữ nhật ABCD, ở giữa sẽ có EF. Như vậy là hình chữ nhật ABCD sẽ bằng tổng của hai hình chữ nhật AEFD và EBCF, đúng không? Mình sẽ tính diện tích của hình chữ nhật này bằng hai cách nhé. Giờ thầy sẽ giải câu này. Trước hết mình sẽ làm cách 1 chứ. Như cách 1 thì mình sẽ đi tính chiều dài của hình chữ nhật ABCD. Chiều dài của hình chữ nhật chính là độ dài cạnh AB. Như vậy mình sẽ lấy cạnh AE cộng cho EP thì sẽ ra là AP, đúng không? Giờ chiều dài hình chữ nhật ABCD là chiều dài hình chữ nhật ABCD là, như vậy mình sẽ lấy 3/4 cộng 9/8. Như vậy 3/4 thì mình sẽ, đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số chung ở đây chính là 8, 8 chia hết cho 4. Như vậy 3/4 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2, đúng không? Như 3 nhân 2 được 6 nè, cộng 4 nhân 2 được 8, cộng 9/8 mình sẽ viết lại. Đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 6 cộng 9 thì bằng 15. Mẫu số 8 giữ nguyên, như kết quả là 15/8 mét nhé. Đúng này. Giờ sau đó mình sẽ đi tính diện tích hình chữ nhật ABCD luôn nhé. Diện tích hình chữ nhật ABCD là, như vậy mình nhớ là diện tích hình chữ nhật thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài là 15/8, còn chiều rộng chính là 4/7. Như vậy 15/8 mình sẽ nhân cho 4/7 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là nhân hai phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu mẫu. Nhưng mà ở đây mình thấy mình sẽ giúp gọn được nè. Mình thấy đây là 4, đây là 8. Như vậy mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử qua 1 cho 4. 4 chia 4 được 1. Như vậy là 15 nhân 1 thì được 15, đúng không? Còn 8 chia 4 được 2, 2 nhân 7 được 14. Như kết quả là 15/14 mét vuông, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ qua. Như vậy mình sẽ thấy cách thứ nhất này sẽ là tính chất phân phối của phép nhân. Có nghĩa là mình sẽ lấy chiều dài này, mình sẽ lấy 4/7, mình sẽ nhân cho cái tổng này, đúng không? Mình sẽ lấy 4/7 nhân cho cái tổng này thì chính là tính chất phân phối. Như mình kết luận là cách 1 chính là tính chất phân phối của phép nhân, đúng này. 4/7 thì 15/8 chính là cái tổng của 3/4 cộng 9/8. Như ở đây là tính chất phân phối nhé. Giờ như vậy mình sẽ trả lời là mình suy ra chỉ đây chính là tính chất phân phối phép nhân. Phân phối của phép nhân.
Đúng rồi. Giờ mình sẽ qua tiếp cách 2 luôn. Cách 2 thì mình sẽ đi tính diện tích hình chữ nhật AEFD trước nhé. Diện tích hình chữ nhật. AEFD là AEFD thì mình thấy là chiều dài sẽ là 3/4, chiều rộng thì cũng chính là 4/7. Mình thấy là ba cái cạnh này bằng nhau, đúng không? Như vậy là cạnh này sẽ bằng cạnh này. Như vậy là chiều dài 3/4, chiều rộng là 4/7. Mình sẽ lấy 3/4 nhân 4/7. Như vậy đây là phép nhân hay phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Ở đây mình sẽ rút gọn luôn. Mình thấy là 4 chia 4 trên 4 dưới, 4 chia 4 bằng 1, đúng không? Như vậy là 3 nhân 1 thì bằng 3 ha. 7 nhân 1 thì bằng 7, kết quả là 3/7 mét vuông. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đi tính diện tích của hình chữ nhật. Hình chữ nhật bên đây BCFE, đúng không? Giờ diện tích hình chữ nhật BCFE là BCFE là như giờ mình sẽ lấy chiều dài như chiều rộng. Chiều dài ở đây mình lại thấy là 9/8 mét này. Chiều rộng là 4/7, 9/8 nhân cho 4/7 nhé. 9/8 nhân cho 4/7. Sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là mình sẽ rút gọn chỗ này luôn nha. Nhân hay phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Nhưng mà ở đây mình rút gọn này nè. Mình thấy đây là số 4, bên đây là số 8. Như mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 4 nha. 4 chia 4 được 1, 9 nhân 1 bằng 9. Giờ 8 chia 4 được 2, 2 nhân 7 bằng 14. Như kết quả là 9/14 mét vuông. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính diện tích của hình chữ nhật ABCD luôn, đúng không? Giờ diện tích hình chữ nhật ABCD là như vậy. Diện tích hình chữ nhật ABCD mình sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật AEFD, đúng không? Đây, hình chữ nhật ABCD thì sẽ bằng tổng diện tích của hai hình này, hình chữ nhật này cộng lại. Như mình sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật AEFD cộng cho diện tích hình chữ nhật BCFE là ra kết quả 3/7 cộng 9/14. Giờ đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số nhé. Mình thấy là 14 chia hết cho 7. 14 chia 7 được 2, như 3/7, mình xin nhân tử và mẫu cho 2. 3 nhân 2 được 6, 7 nhân 2 bằng 10, 14. Giờ cộng cho 9/14 lại. Đây là phép cộng hai phân số có cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 6 cộng 9 thì bằng bao nhiêu? 6 cộng 9 thì bằng 15. Mẫu số là 14 viết lại. Như vậy kết quả là 15/14 mét vuông, đúng không? Giờ như là mình xem cách 2 sẽ là tính chất nào của phép nhân. Thì mình thấy là 3/7 cộng cho 9/4. 3/7 thì chính là 3/4 nhân cho 4/7. Còn 9/14 chính là 9/8 cộng cho 4/7. Như vậy cái tích này cộng cho cái tích này thì chính là tính chất kết hợp của phép nhân, đúng không? Như mình kết luận cách 2 chính là tính chất kết hợp của phép nhân nhé. Tính chất kết hợp của phép nhân.
Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như Khải, các em có thể bấm nút quit video thì biết là các em làm đúng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng gì thì bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.